Đông Hy đánh Hyesun tơi tả vì đòi rời Super Junior. Thuở mới ra mắt, Hyesun từng 5 lần 7 lượt đòi rời khỏi Super Junior vì muốn theo đuổi con đường diễn viên. Khuyên nhủ không được, Đông Hy hỏi Hyesun rằng anh không thể ở lại cùng mọi người sao? Hyesun đáp lại, không, đừng tìm anh nữa, và bỏ ra ngoài. Khi Hyesun rời đi, Đông Hy đã đe dọa rằng nếu như anh dám bước ra khỏi chiếc cửa đó thì đừng hòng quay trở lại. Khoảnh khắc mà anh rời đi, em sẽ không xem anh là anh của chúng em nữa. Em cũng sẽ không gọi anh là anh nữa mà sẽ gọi là Kim Hyesun. Nhưng Hyesun vẫn một mạch rời đi khiến Đông Hy rất tức giận. Sau đó Hyesun đã quay trở lại và cả hai quyết định đánh nhau. Hyesun đã ra tay trước còn Đông Hy thì đá vào vai người anh em. Hyesun cũng góp vui với chi tiết, Hyesun đã cào cậu ấy như một con mèo. Trước câu chuyện mà Đông Hy chia sẻ, Hyesun bật cười cho biết, điều buồn cười nhất là em vừa bị đá rất mạnh nhưng khi đến phiên em chuẩn bị đánh trả thì Đông Hy bắt đầu khóc và nói, em thật sự xem anh là anh của mình. Em đã xem anh như một người anh thực thụ. Khi mọi người thắc mắc về lý do tại sao cả hai đột nhiên chụp ảnh ngay sau khi đánh nhau, Đông Hy giải thích, Hyesun về phòng của anh ấy và em cũng vào phòng của mình. Nhưng chưa đầy 3 phút sau, em đã đến gặp anh ấy và nói, anh à, em xin lỗi, hãy chụp ảnh cùng nhau nhé. Mọi người đều bật cười trước cách hòa giải đáng yêu của hai anh em. Càng buồn cười hơn, Hyesun cho biết lý do mình quay trở lại ký túc xá sau khi rời đi là do bên ngoài trời rất lạnh. Ngày 12 tháng 10 năm 2021 vừa qua, trên Never Now Radio của Kim Jung Min, Hyesun tâm sự bình thường, khi các ca sĩ hai người nổi tiếng có bất hòa thì fan sẽ nói, mình phải làm sao bây giờ? Đằng này fan chúng em còn nổ bỏng ngô, lôi ra nhấm nhi, ồ ba. Anh Hyesun, anh kể chuyện cãi nhau với Đông Hy nữa đi ạ. Hyesun bày tỏ lòng biết ơn vì Đông Hy luôn là thành viên đã giữ các thành viên của Super Junior ở lại cùng nhau cho đến hiện tại. Mỗi lần em nói em sẽ rời nhóm, em đều đấu tranh với Đông Hy. Điều đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần và là lý do khiến em không còn nghĩ tới việc rời nhóm cho đến ngày hôm nay.